Hello anh em, hôm nay về kênh của Đức Mario. Thì đằng sau Đức Mario đây là một xe điện 3 bánh Super Wheeler hàng xịn nha, đang đi giao cho khách ở dưới Thạch Thất Hà Nội đây, với chiếc xe màu cam. Đấy, thì cũng có thời gian quay một ít video up cho anh em xem. Đấy, thì tại sao cái chiếc Super Wheeler này lại hot đến vậy và có cái độ bền là 2 năm nay trên thị trường rồi thì anh em biết đấy. Rồi, bây giờ anh em đi theo Đức Mario xuống Thạch Thất Hà Nội nha. Đức đang cao tốc, Đức vòng vào chùa Thầy Quốc Oai để vào Dị Lậu đây. Hello anh em Dị Lậu nha. Đây này, còn 18 phút rồi mới đến nhà khách, tận 10 cây được cơ. Đấy, anh em mua xe chỉ cần việc đặt tiền trước qua tài khoản cho Đức là Đức sẽ ship xe đến tận nơi cho anh em luôn. Anh em không phải đi đâu cả nha. Còn những ai mà không tin tưởng thì có thể lên trực tiếp với Đức Mario xem xe xong rồi thanh toán, xong rồi Đức trở về tận nhà luôn. Đấy. Đây là đang trên đê rồi đây. Vẫn còn khách, nhà khách 5 cây anh em. Quả màn hình này rất tiện dụng nhỉ. Xem bản đồ, xem YouTube. Trên đường đi ship xe cho anh em chán nản có thể mở TV ở đây. Hôm nay Đức lại đi một chiếc xe màu trắng. Nhà chỉ toàn màu trắng với cả cam thôi. Mấy hôm nữa dán con màu hồng đi cho cute nhé. Đây, khi xuống tới nơi nhà anh không vào được này, phải mượn con lít chiến này. Lít chiến của anh ngon lắm. Đây, anh đây. Đấy. Đây, chiếc này, chiếc Super Wheeler xịn. Đó. Đây là anh đặt. Quen quen còn vuông cái ảnh à? Em biết nó mà. Nó lát cháu mê nó cái ảnh ra. Đây. Super. Hàng Wheeler đập hộp luôn nhá. Anh. Đấy, anh có cái đèn đập hộp cho anh ạ. Đấy, đây là màu cam nhá. Vâng. Anh ra em hướng dẫn một tí cho xong rồi bọn em cũng phải xin phép luôn. Đây, xe từ 3 ghế chuyển thành 1 ghế. Đấy. Mới giờ mới cho anh xem cái nhà bên kia cho anh tập. Ok. Như anh nghe bên cạnh này. Dạ. Trong cái nhà anh xuân này cũng tập. Trong cái okay. Bên nhà đi anh cho tiền rồi đây. Ok. Được không? Được. Trong có nha. Mới cho anh. Đây là chiếc Super Wheeler xịn. 2020 mấy đây. Mấy chân nhớ lại là. Đi 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 ở đây này, mai đi tập ở đây này. Đó. Đấy, rồng. Đi tiếp đây. Ở check suốt này. Nên cái mặt đây nó đi bằng điện này. Điện. Điện. Đẹp đấy, đẹp đấy. Cháu ở Hữu Bằng hả hay là ở? Trần Hà Nội. Đây, anh lại ở ngay làng mình này. Bán xe điện ở ngay làng mình này. Sao mà chả biết? Ở nhà, cuối năm đi. Ở ngay ở trung tâm như thế. Ở gì à? Rồi. Bỏ tay phanh, bỏ tay phanh vít ga. Đấy. Anh giữ này anh đi. Đừng ga thêm nhá. Ga thêm.
nhanh chưa quen là không cua được đâu. Đừng ra thêm. Đấy, thì nhà Đức đi thì nhà Đức sẽ giao xe xuống và hướng dẫn các cụ đi nhá, các anh các chú đi được nhá. Đây xe đầy đủ số tiền số lùi đây. Đấy, đang lùi, lùi đi anh. Xe đầy đủ số tiền số lùi. Bà tốc độ. Đây. Đấy. Xe xịn gồm có logo các thứ đầy đủ hết. Có sổ bảo hành của chính hãng này. Đi theo xe gồm có sạc và gương. Đó. Bây giờ viết giấy và thanh toán tiền và đi về thôi anh em. Có cây ấy ở đây không?